Sao ngày xưa lại có thể kẻ quả lông mày nó dày mẹ, nó dày bằng hai con sâu gió thế này nhỉ? Thề luôn là khó hiểu. Các bạn nhìn đấy, mặt mũi thì nó không đến nỗi nào. Ờ, mắt cũng hai mí này kia, kẻ quả lông mày trông mẹ to bằng con mắt luôn. Ok chưa mọi người? Chuẩn bị kể chuyện nhá, hôm trước kể đến đâu rồi ấy nhỉ? Quên bố mất rồi. Xong lại mấy kẻ ngày xưa trông xinh nhỉ? Ý em là chị bây giờ xấu à? Hay sao? Đây chị cũng xinh mà, nhưng mà ảnh thì mình chụp những cái lúc mình xinh thôi. Còn mình ngồi livestream thì mình xấu chứ gì đâu. Giờ mình sẽ đến với cả cái bức này đi. Bức đây là một chị, đây là chị ở cùng công ty mình. Chị đến thơm mình một cái lúc ấy mặt mình vẫn còn bị xước á. Đấy, thơm mình một cái xong mình kiểu trố mắt lên ấy. Có mỗi thế thôi. Tức là caption là khi bạn được hôn thôi. Chị ấy kiểu chị quý mình lắm. À, ngày xưa mặt mình béo ấy cả trưởng với cả nó chưa có nét được như bây giờ ấy. Kiểu mặt to, mũi to. Xong rồi kiểu càng lớn thì mặt mình nó sẽ càng gọn lại và mũi càng gọn lại, không hiểu tại sao. Mỗi thời một nét riêng, nói rằng nói sằng nói bậy cái gì đó hư. Giờ nhìn trưởng thành xinh hơn chứ. Thì các bạn ấy thích cái nét baby chứ sao giờ. Bây giờ mình sẽ đến với bức ảnh tiếp theo. Bây giờ đố mọi người là mình đang ngồi đâu. Đây là lúc mà mình mới đi làm. Mình đi làm ở công ty, xong rồi cái hôm này là cái hôm mà mùng 8 tháng 3 hay sao ấy nhở? Không biết có phải mùng 8 tháng 3 không? Ồ, đây là không phải, đây là tháng 10 à? Tháng 10, ngày 19 tháng 10, thì chắc là gần 20 tháng 10 nên là công ty đi ăn hay sao ấy. Mình nhớ là đợt ấy là đi làm ở công ty nhá, là cái đợt 20 tháng 10 ấy, là kiểu công ty có mấy anh sếp lận. Thì có một anh sếp tặng cho mỗi chị em trong công ty một cái phong bì 500k, lúc mà đối với mình 500k to vãi cứt luôn. Tại vì hồi đấy là kiểu như là mới lên trên đại học mà, các bạn biết lương một tháng của mình chỉ có 1 triệu thôi. Mới đi làm lương có 1 triệu một tháng thôi, mà trừ hết những cái buổi mình nghỉ để đi học ra thì là mình còn có 700.000, 700-800.000 một tháng. Mà được tặng 500k kiểu nhiều vãi cứt. Xong rồi đấy là một anh sếp thì cho các chị em phong bì. Còn một anh sếp thì mời các chị em đi ăn một cái bữa này, trả tiền luôn. Giờ vẫn to. Thì đấy, một anh sếp thì đưa chị em đi ăn đây, còn bảo là nếu mà con trai đi thì tự trả tiền, còn anh sếp ấy trả tiền hết cho các chị em ở trong công ty luôn ấy. Đấy, thế là kiểu được đi ăn một bữa như thế này đối với mình rất là to luôn. Đố mọi người mình ngồi đâu luôn. Đố mọi người tìm được số đếm bắt đầu từ một từ đầu này và một từ đầu này nhá. Số thứ mấy bên phải và số thứ mấy bên trái. Đố mọi người tìm được mình luôn. Chị ngồi thứ tư phải không á? Thứ tư bên nào em? Thứ tư của bên nào đấy? Sai rồi nhá, không phải đâu. Không phải đâu á. Chị đeo kính xinh mà. Không, chị không thích đeo kính, nhỏ qua là chị cận quá chị phải đeo thôi. Không phải đâu. Các bạn không tìm thấy à? Mọi người toàn đặt những cái câu hỏi chuyện tình yêu ấy. Mình đang kể chuyện, xíu nữa mình trả lời sau á. Nhá, xíu nữa thì mình trả lời sau. Không có chim sẻ. À đây đúng rồi, đây này. 20 tháng 10 nữ ăn free, còn nam thì tài trợ tiền mới được đi. À, tài trợ tiền chứ không phải tự trả, mà phải chung tiền trả hay sao ấy, không nhớ. Thứ năm bên trái phải không á? Trái 2 4 5 đúng rồi ấy. Đây là mình đây đó. Thứ năm hàng trái đúng rồi. Có mấy bạn đoán đúng rồi, đây là mình này. Bé nhất công ty, tại vì lúc ấy là mình có 19 tuổi thôi. 19 đúng không nhỉ? 19 tuổi, còn tất cả chứ ở trong công ty không có một ai nhỏ bằng tuổi bằng mình luôn á. Đúng rồi, thứ năm bên trái đúng rồi đây. Đây là mình chống hai tay lên mặt này. Lý do là bởi vì ngày xưa mặt rất to. Đây là chụp ảnh cũng bảo cũng sợ mặt to ấy, nên sẽ có cái thói quen kiểu che mặt như thế này. Thế có thói quen che mặt như thế này. Là lúc nào cũng thế. Ngày xưa mình bị tự ti mặt to ấy. Bây giờ lớn lên thì một là mình niềng răng, hai là mình lớn hơn thì kiểu mặt mình nó gọn lại á, thì trông nó đỡ rồi. Bây giờ thì mình có thể ngồi livestream mà mình vuốt tóc lên các kiểu rồi. Chứ ví dụ mà thời điểm đấy mà cho mình ngồi, mẹ ai mà giơ điện thoại lên là mình auto quay mặt đi hoặc là mình che mặt lại. Tại vì mình bị sợ xấu ấy, sợ mặt to ấy. Lý do, một trong những cái lý do mà ảnh chụp đẹp hơn là bởi vì ảnh bao giờ cũng sẽ căn góc đẹp hết. Còn livestream như thế này á, là sẽ không được căn góc đẹp. Nếu bây giờ mình lấy ví dụ là mình ngồi như thế này. Mình ngồi như thế này thì mình vẫn xinh thôi. Nếu mà mình tìm một cái góc ở đấy mà mình chỉ có ngồi như thế từ đầu stream đến cuối stream. Xong mình make up vào, xong rồi mình điệu đà thì mình vẫn sẽ xinh được như trong ảnh. Nhưng mà bởi vì livestream là mình phải nói, hoặc là mình kiểu quay đi quay lại, mình múa khoa chân múa tay, mình ngoặc cái mồm ra thì chả xấu, là chuyện đương nhiên rồi. Bây giờ những bạn mà kiểu giống như mình ngày xưa kiểu không có dám lên hình hay là gì ngại á, thì bật cam lên cái là sợ ngay à, là chạy mất dép à. Ây, nó bị ấy rồi, nó bị cắt ảnh à. Ây da, chết rồi, không được rồi. Thế mà như thế này thì mình phải gỡ, phải ấy đó lại thì mới được á.
Tiếp nhá, mình sẽ đến với bức ảnh tiếp theo. Đây là tức là hồi đấy ở trên công ty á, là mỗi người sẽ có một cái cốc. Mà lúc ấy mình 19 tuổi mình đi làm mà nghèo lắm, không có tiền để mua mấy cái cốc đẹp đẹp kiểu bây giờ mọi người còn cốc sứ, cốc xanh các kiểu. Hồi đấy là mình đi siêu thị mình mua được cái cốc nhựa này á. Xong rồi đây là trà hoa cúc à? Chẳng biết là lấy cái trà, à không phải, đây là hoa gì nhỉ? Đây là hoa bách nhật thế sao ấy. Đây là hoa bách nhật thế sao ấy, xong rồi là cho vào đây thôi. Đấy thì hình như là có tiếng thì phải, không biết mọi người có nghe tiếng không, sẽ có cái tiếng kiểu mình giật mình vì mình mở nắp ra nó bị rơi vào ấy. Cái cốc này mua ở dưới siêu thị ở dưới công ty. Đấy. Ở dưới công ty nó có một cái siêu thị nhỏ nhỏ, xong cái xuống đấy thì mình mua một cái cốc lên để ngồi uống nước thôi. Đấy. Đây là mình của ngày xưa này. Đấy. Tóc lúc nào cũng phải che hai má luôn. Ú à. Ơ nhưng mà ngày xưa nhìn trông vẫn dễ thương mà. Nhưng mà ngày xưa tóc dài, mình thích tóc dài quá. Trông vẫn thế đúng không? Mình đây là mình che mặt thôi, nhưng mà mọi người nhìn mắt này, nhìn cằm với cả môi này, nhìn mặt này kiểu trông vẫn thế, chả khác gì ấy. Chả khác gì bây giờ. Nhưng mà mình bây giờ mà mình che như thế, mình che như thế này. Mình che như thế này, chết rồi. Cái điện thoại này nó đen, à nó sáng, à nó trắng. Đây như thế này, che như thế này. Sinh dậy à? Mà trên tủi đó. Hồi này đang ở trong một cái trọ. Hồi này đang ở một cái trọ ở bên Chí Kinh rồi. Mình ở trọ bên Chí Kinh. Chị bỏ kính ra chắc như cũ á. Cũng không như đâu, cũng phải già đi chứ làm gì có ai mà như cũ. 2017 đến bây giờ là... Bây giờ 2023, 6 năm rồi ông ạ. 6 năm á? 2017, 5 năm rồi đấy mọi người ạ. 5 năm rồi thì phải khác chứ. Sao bảo không khác thì sao mà được. Nói chung nó cũng có già đi, trông nét mặt cũng cứng cáp hơn, tóc dài xinh hơn tất nhiên rồi. Mình cũng đang nuôi lại tóc dài mà. Nhưng mà tóc ngắn là do kiểu tóc ngắn là do mình trước mình tẩy, mình phải cắt đi để nuôi lại. Ngày xưa nhìn nice. Giờ mặt chị có góc cạnh rõ hơn đó. Giờ mặt giờ lớn rồi mà. Với cả niềng răng, với cả gầy hơn rồi đấy. Tiếp nhá. Đây là cái ngõ hồi đấy. À đây là mình chuyển sang nhà mới rồi. Thì cái thì câu chuyện nó là như thế này. Thì lúc mà mình mới lên đây á, là mình thuê một, mình với cả hàng đàm thuê ở bên Chí Kinh, là thuê một cái căn kiểu như là căn chung cư mini ấy. Hai chị em ở với nhau. Xong ở được 3 tháng thì mình với cả chị Hằng nghe tin là cậu mình có một cái căn nhà ở bên ngõ bên này, bên Cự Lộc. Tức là từ cái nhà bên Chí Kinh sang bên Cự Lộc là đi có một tí thôi. Thậm chí là đi bộ được, nếu mà đi xe chắc là 2-3 phút, 5 phút là tới nơi rồi. Đấy, thế là hai chị em mới... với cả kiểu như nhà bên đấy là cậu mình kiểu để cho ở nhờ ấy, tức là để cho mấy cho một cho mấy người cháu của dì mình ở nhờ. Thế là tức là vẫn còn phòng trống luôn. Thế là mình với chị Hằng mới bảo là thôi sang đây ở nhờ để không đỡ, để đỡ mất tiền, để thuê mất tiền thuê nhà ấy. Tại vì hồi đấy nghèo lắm, hồi đấy là Hằng Đàm vẫn còn đi làm văn phòng, hồi đấy là Hằng Đàm làm kế toán ấy. Tại vì Hằng Đàm là thực ra là người học kế toán mà. Thế Hằng Đàm học kế toán thì mới đi làm văn phòng lương có 3 triệu. Hồi đấy kế toán mới ra trường đi làm có 3 triệu, 5 triệu chứ nhiều. Đấy mà một tháng thì thuê nhà hết 3 triệu rồi. Thì mình mới đi học là mình chưa có tiền. Thì là mẹ mình phải trả tiền thuê nhà cho. Còn chị Hằng thì trả tiền điện nước. Đấy thì mình sẽ mỗi tháng mẹ mình cho mình 1 triệu tự ăn tự tiêu. Nghèo vãi cả cứt luôn. Mình thề với các bạn là ăn mì tôm qua ngày, ăn cháo gói qua ngày luôn ý. Nói chung là nghèo lắm. Thế xong rồi đến lúc mà biết được là bên này kiểu có cái nhà kiểu ở nhờ được ấy, thế là sang bên này. Mặc dù nhà nó không to đâu, nó chật lắm, nó chật hơn cái phòng này rất là nhiều ấy, nhưng mà vẫn ở, tại vì miễn là không mất tiền thuê nhà là được rồi ấy. Đấy, thế là chuyển sang bên này. Thì đây là cái ngõ mới của mình, mà cái ngõ này nó sâu lắm luôn ấy, tức là đặt đồ shipper không thể tìm ở đây. Một nhá là nó rất là sâu, rất là khó tìm. Hai là mà hồi đấy làm gì có tiền, với cả làm gì có ở nhà đâu mà đặt đồ ship gì đâu. Hồi đấy mà có đặt đồ ship và đặt đến công ty. Chứ còn cả ngày đi làm văn phòng à, không có ở nhà. Thứ hai là cái ngõ này nó rất là lộn xộn. Lý do tại sao? Tại vì là cái khu dân cư nó hơi hỗn tạp ấy. Các bạn biết là kiểu thường người ta, những cái người mà có cùng cái mức thu nhập, người ta sẽ ở chung một khu ấy. Kiểu vậy nó sẽ không có một cái người, không có kiểu người giàu ở chung với người nghèo đâu. Người giàu người ta sẽ ở những cái khu mà nhìn nó sang xịn hơn, nó kiểu sang chảnh hơn. Kiểu ví dụ như là chung cư cao cấp, ví dụ như là khu biệt thự gì này đó đúng không?
Còn cái khu này á là đúng kiểu khu dân cư mà kiểu những cái hộ dân mà dưới trung bình hay là trung bình luôn á, là ở nhà mình có thể nghe được họ chửi nhau. Kiểu ví dụ như là có nhà này thì vợ chồng chửi nhau, nhà kia thì bố mẹ chửi con, xong rồi tiếng con khóc ré lên kiểu. Xong rồi lỡ mà chẳng may mà ai mà vứt rác trước cửa nhà là bà hàng xóm mới chửi từ đầu ngõ đến cuối ngõ nghe thấy. Đấy, đấy là lý do mà tại sao mà kiểu vì các bạn có thu nhập ở mức độ nào, các bạn ở khu dân cư nó sẽ phù hợp, sẽ có những cái con người mà nó xem cái mức thu nhập với mình á. Thì những người mà dân trí, ở những cái nơi mà dân trí cao, những cái nơi mà người ta có thu nhập cao á, thì thường nó sẽ không xảy ra những cái tình huống như thế này. Đấy, thế nên là các bạn mẹ kiếm tiền đi, sau này mà ở những cái nơi mà nó kiểu như là môi trường tốt hơn cho con cái nó phát triển ấy. Chứ còn ở trong những cái khu này kiểu rước đầu lắm luôn ấy. Vợ chồng chửi nhau, đánh nhau, rồi bố mẹ chửi con, ui vắng hết cả đầu luôn, thề. Chứ mỗi là đâm chém nhau thôi, thề luôn. Đấy, đến lúc mà mình chuyển sang khu bên này mình ở, mình thấy yên bình vậy trưởng. Tại vì á, cái khu bên này thì tất cả cái dãy nhà của mình này với cả khu quanh quanh đây này đều là những cái người mà kiểu mình cảm giác là dân trí cao hơn một xíu. Cao hơn, tức là không phải là quá giàu, không phải là đây không phải ngõ nhà bạn đâu, đây ngõ này ngõ khác mà. cái khu này mình cảm giác là kiểu nó yên bình lắm, mọi người lịch sự và mọi người rất là quan tâm đến nhau ấy. Mọi người không có soi mói, không nghe tiếng chửi cãi, chửi nhau, cãi nhau. Bây giờ mình ở đây 4 năm rồi chưa là nghe tiếng chửi nhau, cãi nhau. Nói chung là ví dụ mình đi ra ngoài mọi người vẫn nhẹ nhàng cười nói chào hỏi. Có những người kiểu như là ở quê lên mà có quà quê là cho nhau, tặng nhau kiểu vậy. Hay là ví dụ mà mình có không ở nhà mà có ai ship đồ mà mình không có ai nhận hộ ấy, là mình nhờ người ta gửi ở đầu ngõ là vẫn gửi được luôn, vẫn gửi được quán nước đầu ngõ luôn kiểu. Nói chung là mình cảm thấy là ok. Tất nhiên là vẫn sẽ có những cái khu mà nó còn ok hơn như thế. Ví dụ như là có tiền ở trên những cái khu cao cấp mà có bảo vệ rồi có này kia thì đấy kiểu vậy. Nói chung là mình ở mức độ nào thì mình ở cái khu đấy nó sẽ thấy cái môi trường nó thay đổi luôn đấy. Tiếp đi chị. Rồi tiếp nha. Tiếp nha mọi người, mình sẽ đến bức ảnh khác. Nói chung là cũng chả có gì cả, đây là ai ấy nhỉ? Tử Vi sai loài, tao chờ từ gì kia? Tháng 8 rồi á? Trong năm nay thôi, tao lại chờ tiếp. Là sao? Đây. Vấn đề chỉ là sớm muộn á, chắc mày ế đến già quá. Mày cứ chờ mà xem, tao chờ từ tháng 8 rồi ạ. Trong năm nay thôi á, tao lại chờ tiếp. Hình như là... Chắc là lúc đấy là Tử Vi nói gì mình chả biết. Không hiểu câu chuyện này lắm. Cái thằng bạn này hôm bữa về quê Tết mình cũng có gặp lại. Đây là đi ăn với Ngô. Ăn black gì nhỉ? Black bone hay sao ấy. Hình như là black bone hay là cái gì á. Tại vì là hồi đấy là ở Hà Nội hot lên cái chè này. Cái chè mà khoai dẻo ấy, các bạn biết cái món đấy. Cái này là cái quán này ở Nguyễn Chí Thanh mới mở, mình với cả Ngô hồi đấy vẫn còn hay đi chơi với nhau, cứ cuối tuần là sẽ ra cái sẽ kiểu đi ăn một món gì đấy, đa phần là thường đi ăn kiểu nem nướng, nhưng mà hồi đợt đấy là có cái quán này mới mở, thế là hai đứa đi ăn ở đây mà Black Bone, tên thật của chị là Đàm Thanh Huyền, Black Bone nha, thì ngồi đây xong rồi Ngô chụp cho mình cái ảnh, duyên phận rất kỳ diệu, chỉ cần nhìn vừa ý cảm giác đúng rồi thì những thứ khác không quan trọng nữa. ngày đây là ngày 11 tháng 4. Ngày 4 tháng 11. Và đây là ngày 5 tháng 11 á. Được mà. Đây là ngày 9 tháng 11. Em ơi, mình đang ảnh liên tục nhá. Nhưng mà ý mình là cái đoạn này là mình gặp cái bạn đẹp trai nè. Cái đoạn này khoai dẻo, đúng rồi, ngon không chị ạ? Ngon, mỗi tội đắt thôi, một bát chè là 30 mấy nghìn. Hồi đấy với sinh viên 30 mấy nghìn một bát chè là quá đắt luôn. Mùi tôm có mấy nghìn thôi mà bát chè mà tận 35 nghìn một bát hay sao ấy, quá trời là đắt luôn. Nên là trẻ dám ăn lần thôi chứ dám ăn nhiều lần đâu. Thì mình nhớ không nhầm thì mình cũng biết được là tại sao mà lại chắc phải có lý do gì mình mới trả lời là sắp rồi. Thì hồi này là mình có quen một bạn rất là đẹp trai, cái bạn nhưng mà bạn đấy là bad boy. Chẳng qua là khi mà gặp mình thì bạn ấy khi mà gặp mình thì chắc bạn ấy nghĩ là chắc là bạn ấy biết mình không phải là đối tượng để có thể chơi đùa, cái là sau là cũng thôi, cũng không, hai đứa cũng không nói chuyện với nhau nữa. Nhưng mà hồi đấy là mình có gặp một bạn rất là đẹp trai, đấy là một trong ba người mà mình gặp mà mình bị sốc vì đẹp trai như thế luôn, thì rất là đẹp trai luôn ấy. Đấy thì chỉ cần nhìn vừa ý cảm giác đúng rồi à, không biết là cảm giác đúng hay không, nhưng mà nhìn vừa ý thì chắc là tại đẹp trai quá nên nhìn vừa ý đấy. Đẹp trai các bạn đắt kinh á, đắt mà cái mồm đủ mâm hoàng hoài tệ á. tặng sao kiểu gì đấy, sao đấy chỗ tặng ở phần comment có mà.
xinh vỡ nhất. Cái này mà xinh á, ảnh này đâu có xinh đâu. Nói chung là hồi đấy kiểu hay đăng ảnh li ta li tinh lên thôi. Thì chắc là lúc này là đang quen, đang mới gặp cái bạn đấy, chuẩn bị yêu hay sao ấy. Đây, cái đoạn này là đang yêu bạn đấy rồi. Sunshine and Sunflower, đây là cái cây ở trường mình. Cái hoa hướng dương kia là hoa giả đấy. Đấy, Sunshine and Sunflower, chụp xấu thiệt chứ. Mới là ông nào chụp cho hồi đấy là đi học xong học về, đi xuống đây chụp cái ảnh hay sao ấy. Xong rồi tóc lại còn mẹ nửa vàng nửa đen đấy chứ. Trông khó chịu rồi đấy, trông kiểu có tài khoản ngân hàng lôi kè thiếu gì cách á. Tiếp theo nhá mọi người. Đây là lúc này là đang yêu cái bạn đấy. Mình nhớ là đoạn này là đang yêu cái bạn đấy. Mắt to đấy, ở cứt luôn đấy. Tức là mắt từ hồi đấy đã to rồi ấy, nhưng mà mặt nó hơi béo béo thôi. Các bạn thấy là cái khuôn mặt của mình không? Đây này. Đây là cái khuôn mặt này này. Cái khuôn mặt là ngày xưa rất là béo. Đây là ngày xưa mình để tóc che đi bớt rồi đấy. Chứ hồi đấy mặt mình to lắm. Bây giờ thì mặt mình nó mới thun thun lại như này. Mặc dù là mình má mình vẫn béo, nhưng mình cười lên vẫn thấy cái má của mình nó phình ra ấy. Nhưng mà nó vẫn đỡ hơn ngày xưa. Ngày xưa mà béo lắm. Trời ơi, mà béo dã man. Tiếp theo, đây là đội cổ vũ Game TV. Hồi đấy là mình công ty mà mình làm tên là Game TV. Thì sau đấy khi mà mình quay trở lại làm streamer thì công ty đổi thành GTV rồi. Nhưng mà ngày xưa là Game TV. Đây là một dàn anh chị, các chị gái xinh đẹp của công ty. Thì hồi đấy là công ty mình có cái giải, kiểu giải đá bóng ấy. Là kiểu đá sau giờ làm việc, là mọi người sẽ đi đá. Đá sau giờ làm việc với cả cuối tuần ấy. Đấy thì bọn mình là con gái sẽ đến để cổ vũ đấy, kiểu anh ngồi ở bên ngoài xong rồi cầm cái bóng đập đập đập, đập cái bóng đập để đập để cổ vũ ấy, buồn cười lắm, ở đấy cũng vui. Damn girl, you look so pretty. GTV nhớ lại huyền thoại bé tranh á. Bé tranh ở GTV hồi đầu đâu ấy, sao chuyển đi rồi mà. Đấy, mình nhỏ nhất luôn, chị này bây giờ là hình như là có hai con rồi sao ấy, hai cháu rồi sao ấy. Chị này thì chị Thảo Miu thì mình không biết nữa, để chị Dương Lưu. Chị này là chị nào nhỉ, mình không nhớ nữa cơ. Eo, mình không nhớ được luôn ấy. Nhưng hồi đấy mình nhỏ nhất, nhỏ xíu xíu. Ô, cái vòng tay này là vòng tay đôi mà. Ủa, hồi này yêu cái bạn đẹp trai rồi mà sao vẫn đeo cái vòng tay đôi này nhỉ? Cái vòng này là cái vòng ngày xưa yêu một bạn xong rồi. À không phải vòng này, vòng khác. Nhìn lạ lạ, không bảo nắng chắc không nhận ra. Nhìn lạ lạ. Thế mà này. Các bạn nhiều lúc không kiểu các bạn không so sánh mắt mũi mồm, mà các bạn cứ so kiểu như là make up với cả quần áo ấy, với cả tóc dài tóc ngắn ấy. Chứ bây giờ mình mà để tay như thế này nhá, thì cái nét mặt của mình nó cứ xem như thế mà, đúng không? Đâu có khác nhiều đến cái mức mà kiểu không nhận ra đâu, các bạn cứ nói quá. Hoặc là các bạn không có cách, không, các bạn không nhận diện được kiểu người giống nhau ấy, kiểu nét mặt giống nhau ấy. Ví dụ như mình nhìn một cái đứa trẻ con mà mới đẻ ra là mình sẽ biết được là nó giống bố hay giống mẹ ấy. Nhưng mà nhiều người lại không có khả năng nhìn cái đấy, lại không biết được là kiểu đứa đấy giống bố hay giống mẹ ấy. Nên tại vì là mình chỉ sẽ nhìn nét mắt mũi mồm ấy. Anh ơi. Thôi mình tiếp nhá mọi người. Nói chung là lúc nào mình cũng để tóc dài hết. Mà mình không biết tại sao tóc của mình lúc nào nó cũng trong tình trạng kiểu sơ dối như thế này. Và mình sẽ đến với bức ảnh tiếp theo. Giống môi mà. Kể cả mắt luôn á, mắt vẫn hai mí như thế, mắt vẫn thâm như thế. Tại bây giờ vẫn thế. Mình vẫn thấy giống. Tiếp nha. Với cả ảnh thì thường nhiều lúc mình chụp là góc này góc kia nó cũng khác. Đây là lúc mà mình về quê, nhớ bọn này kinh khủng khiếp à. Đây là về quê xong rồi đi đi chúc Tết thầy cô. Đợt này là Tết thì sao ấy, tháng 11 này. Thì âm lịch là Tết. Thì kiểu Tết về xong bọn mình đi chúc Tết thầy cô. Bạn, đây là các bạn cấp 3. Xong rồi là đến nhà nhưng mà thầy giáo đóng cửa. Thế là tất cả chúng nó rủ nhau là đứng xếp hàng lại để chụp lại, để chứng minh là có đến nhà thầy cô rồi. Nhưng mà thầy không có nhà. Đến nhà thầy dạy toán. Xong rồi đây, đến nhà thầy dạy toán, đây là mình đây. Đây là dàn lớp mình đi chụp hình. Em toàn cảm giác á, mắt khó nhìn quá do tại chị đeo kính á. Đấy. Tiếp theo nhá. Đấy, nói chung là đây là một dàn thôi. Đây, đã là người lớn. Đây là cái bức ảnh trước mình khoe với mọi người này. Hội một hội như mấy đứa tội phạm. Đây là cái thiệp mời cưới đầu tiên mà mình được mời. Ngày xưa mình cứ khoe với mọi người là cái cảm giác lần đầu tiên mình được mời đi ăn đám cưới nó rất là hãnh diện luôn ấy. Tại vì trước đấy là mình luôn kiểu bất kỳ một đám cưới nào là mình chỉ được đi bố mẹ thôi. Kiểu hồi nhỏ ấy là người ta mời bố mẹ cho mình đi cùng, đúng không? Thì mình mới được đi ăn đám cưới thôi. Đây là lần đầu tiên mình đi làm ở công ty và có một anh ở công ty cưới.
đưa cho mình thiệp cưới. Xong mình bảo uầy, tức là người ta nhận được thiệp cưới người ta sẽ sợ mất tiền mà tiền mừng cưới đúng không, nhưng mà mình không, mình cảm thấy rất là hạnh phúc, mình cảm thấy rất là sung sướng vì mình được mời đi ăn đám cưới. Buồn cười lắm, tại vì mình cảm giác là sẽ có một số cái mà kiểu khi mà mình làm người lớn thì mình mới được trải nghiệm đấy, thì được mời đi ăn đám cưới mà kiểu mời cá nhân ấy nó cũng là một thứ như thế. Thì lúc ấy mình được mời đi ăn đám cưới, mình cảm thấy rất là sốc. Rất là sốc, và mình nghĩ là mình là người lớn rồi. Hiểu vậy. Thế là mình đã phải chụp ảnh để khoe lên. Đây em Huyền đây, nhưng mà lúc ấy mình 19 tuổi, nhỏ lắm nha, chưa có cộng người thương hay là gì gì hết. Và tới giờ chị vẫn được ăn đám cưới chứ không được gửi thiệp cưới á. Không được gửi thiệp cưới á là sao? À bây giờ vẫn thế. Tất nhiên rồi, đã có chồng đâu. Nói chung là cũng đi ăn khá khá đám cưới rồi. Và bây giờ cảm giác nó vẫn không còn, nó không còn được như lần đầu, nhưng mà nó vẫn vui. Nói chung là đi ăn đám cưới vẫn đi đám cưới, nhìn người ta hạnh phúc thì mình vẫn thấy vui, vẫn thấy kiểu mình là người lớn thôi, bây giờ vẫn thế mà, chỉ là nó không bất ngờ được nhiều như cái lần đầu thôi. Đấy, một anh ở công ty cưới. Tiếp theo là cái này có nhạc chứ không dám mở lên tại vì sợ là bị bản quyền. Cái đoạn này là cái đoạn thất tình, mình không biết tại sao mình lại quay như thế này, không quay nghe kiểu như là bật nhạc quay thôi chứ không có cái gì hết á. Thế là không có mặt đấy. Đấy, mọi người thấy cái cằm của mình vẫn thế. Cằm vẫn... cái cằm vẫn thế. Thế cằm vẫn thế, không có gì hết. Hoặc là mình thất tình. Mình kiểu không gọi thất tình, nghe cũng kiểu nghe thất tình buồn quá. Thì là đấy là mình gặp cái bạn đấy, là bạn đi chat. Thế xong rồi là mình gặp bạn ý. Xong rồi là mình với bạn ý kiểu không nói chuyện được với nhau ấy. Kiểu dạng là lúc đầu thì bạn ấy thấy mình xinh xinh, cái bạn tán. Xong mình gặp bạn đấy, mình thấy bạn đẹp trai. Thế sau hai đứa bãi tỏ tình các thứ thì mình cũng đồng ý. Bởi vì bãi đẹp trai thôi, nhưng sau đấy nhận ra là không nói chuyện được với nhau. Xong rồi cứ nhạt dần, xong rồi thôi ấy, kiểu vậy. Nói chung là cũng một buồn, vẫn thế thật đấy. Vẫn thế mà, này cái cằm này. Do cái góc nhìn thôi, do cái góc thôi, tại vì là cái góc này kiểu cái góc livestream của mình nó từ trên xuống dưới ấy. Bây giờ cái cằm nó liền với cả cổ, các bạn không nhìn thấy thôi, chứ cằm của mình nó vẫn V-line như thế luôn này. Thôi ngày xưa đẹp cấp 3 hơn, được khen cái cằm V-line suốt à. Sao em Tun mời chị với người yêu đi ăn cưới á? Thôi mày mời tao là được rồi. Hóa ra nắng gặp chat boy. Rồi đấy là gặp bạn đấy, là bạn đấy là chat boy mà. Xin chào Bùi Thắng nha, nhưng mà bạn đẹp trai lắm. Đẹp trai dã man luôn ý, eo ơi thề. Tiếp. Đây là đôi giày, một đôi giày tốt sẽ đưa ta đến những nơi tốt đẹp. Đây là đôi Fila. Đây là đôi giày, hồi đấy là mình mới lên đây học năm thứ 2 đúng không? Thì đây là đôi giày Au thứ hai mà mình có. Đôi thứ nhất là Converse xin của chị hàng, hồi đấy nghèo lắm thì có giày gì mà đi, cháu ơi, đi giày Sida cơ mà mình chỉ được giày thể thao thôi, mà mình không đi được giày cao gót ý, nên là kiểu mình ít giày lắm. Thì hồi đấy là trước đấy là mình có xin được chị hàng đôi giày, à không phải xin chị hàng cho cái đôi Converse. Hồi mình học cấp 3 thì các bạn biết là làm gì có tiền. Lúc ấy bà hàng bái khoe là bái mua một đôi Converse 1 triệu, xong mình bảo phải là cứ một đôi giày 1 triệu, xong mình kiểu mình rất là sốc luôn ấy, mình không thể tin được là chị mình lại có thể mua một đôi giày 1 triệu được. Xong mình quá trời là mình sốc luôn, mình cảm thấy chấn động. Mình cảm thấy không thể chấp nhận được, mình cảm thấy quá là vô lý. Mình cảm thấy là 1 triệu làm được bao nhiêu thứ mà đi mua một đôi giày để đi vào chân, trong khi là giày ra chợ mua có 100.000, 200.000, 300.000 đôi. Thế là mình cảm thấy rất là chấn động. Xong rồi là lúc mà mình lên trên Hà Nội á, thì là đấy bà hàng bà đấy kiểu bái, xong rồi bái cho mình cái đôi giày đấy. Lúc ấy là bà ấy đi cũng cũ rồi, nhưng mà chưa cũ lắm, đại khái là vẫn đi được. Bà ấy cho mình đi đôi con vớt đấy, xong mình lại càng sốc hơn. Mình lại càng sốc hơn, thì mình không thể tin được là chị mình cho mình một đôi giày 1 triệu. Xong rồi mình rất là sốc. Xong rồi mình suốt ngày đi đôi đấy luôn, tại vì nó đẹp. Xong rồi mặc dù là mình rất ghét cái việc là mình cứ phải tháo dây, tại vì con vớt nó rất là nhiều dây. Dây nó rất là dài mà mình mẹ cứ tháo ra tháo vào rất là mệt luôn, nhưng mà mình vẫn thích đôi đấy. Đấy, xong rồi mình đi lủng cả đế luôn, mình vẫn đi mà. Các bạn có biết là đến cái mức mà nhá, tức là nó không rách ở trên, giày Au nó rất là bền luôn ấy. Nó không rách cổ, nó không rách ở trên, nó không đứt dây, nó không gì hết, nó thủng đế. Tại vì sao mình đi nhiều quá, mình đi thì cái đôi mà nó cũ đi, cái đôi nó mòn đế và nó kiểu nó mòn đế và nó gãy. Các bạn biết là kiểu mình đi xong rồi là nó sẽ bị gãy, nhưng mà nó không kiểu như là gãy thành đôi hay là gãy rõ đâu, mà là nó kiểu như là nó có một cái đoạn nó sẽ bị mòn và nó gãy kiểu thế này này, tức là nó gãy kiểu hai cái miếng nó như thế này, tức là nó vẫn có một cái đường, một cái chỗ hở như thế này để nước nó chảy vào ấy. Là nhớ đi vào vũng nước là ướt hết cả tất luôn, vẫn đi, không ai biết là giày rách cả, vẫn đi luôn. Nghèo đến cái mức độ đấy, không có tiền, tại trẻ con mà lúc ấy thì như thế, mình nghĩ là bình thường. Thì
Thì trông mẹ ở trên thì vẫn đẹp, vẫn bình thường, trông vẫn ngon nghẻ, dưới thục mẹ rồi vẫn đi. Đấy, cứ trời mưa là ướt ướt tất à. Kiểu ví dụ như đi ướt tất trắng là thôi, là về mẹ tất cháo lòng luôn. Nhưng mà vẫn đi, đồ chất lượng có khác á. Ừ, mòn cả đế nhưng mà vẫn đấy. Còn đây là đôi giày thứ hai, đôi giày ao thứ hai mà mình có. Hồi đấy mình thích những cái đôi dáng mà kiểu giày giày cao cao như thế này, Fila này. Cái đôi này mình đi cũng nhiều lắm. Sau đi thì cái nỗi mẹ thành cháo lòng các kiểu rồi vẫn đi mà. Đấy thì đôi này thì đôi này là được tặng chứ không phải mua, đôi này được tặng. Ừ đúng rồi, đôi này được tặng. Đây là đấy được tặng trong cái sự cũng hốt hoảng và bất ngờ. Nói chung là ảo ma Canada lắm. Ai donate 1.000 đồng đấy, Trần Văn Hùng à. Có Trần Văn Hùng nha. Thôi mình đến với bức ảnh tiếp theo nhá. Đấy đại khái là cái đôi giày này mình quý như vàng ấy, tại vì là mình kiểu giày trắng mà mình sợ bẩn ấy, xong rồi mình cũng không mình cũng đi mình cũng giữ ghê lắm. Tiếp theo nhá. Đây là Happiness is Expensive à? Thì đoạn này là cái đoạn thất tình đấy. Kiểu như là vẫn hơi buồn buồn về cái chuyện thất tình đấy. Mặc dù mình biết là bạn đấy với cả mình không hợp nhau, nhưng mà dù sao thì kiểu kiểu như là mình cũng mình không phải buồn vì nhớ bạn đấy, mà mình buồn vì kiểu cái sự thất bại trong chuyện tình cảm của mình á. Thì đây là đang đi học ở lớp. Đây là ở lớp mình. Lớp mình đây là cái phòng lab ở lớp mình. Xong rồi là mình ngồi đây là cái mũ của chị Linh hay sao, hay mũ ở mũ của chị Linh. Chị Linh hay có mấy cái đồ nó buồn cười lắm. Đấy cái mũ len này, xong rồi mình cầm. Thế xong ai chụp ảnh ấy, ai chụp ảnh mình đội mũ len, nhưng mà trong đấy có một cái ảnh như này, chứ không phải cố tình cúi xuống để chụp đâu. Tức là chụp ảnh mình đội mũ đấy, nhưng mà có một cái đoạn là mình tháo mũ ra thì tóc của mình nó bù xù này đấy. Thì là có cái ảnh này thôi. Nói chung là mình luôn ở trong cái trạng thái tóc dài như này nhá. Ai là ai tặng nắng á, thì lúc ấy có một người thích mình tặng mình thôi. Đó đấy là có một người thích mình tặng mình chứ không có gì cả. Mình với cả cái người đấy cũng không mình cũng không có ấn tượng nhiều để mà kể đâu. Nói chung là cái người đấy khá là hiền với cả khá là hiền với khá là kiểu tổ tổ ấy, cũng dễ thương. Bây giờ như là lấy vợ hay sao ấy, mình cũng không muốn nói nhiều. Đấy, đây là đấy chỉ có ngồi ở lớp ấy thôi. Lúc nào tóc cũng dài như thế này. Set girl ảnh đen trắng. Set girl ảnh đen trắng này kia. Rồi hồi đấy không phải lo nghĩ nhiều, tóc nó không hói. Giờ đỡ hói rồi đấy, có cái đợt vừa rồi nó hói vãi ở trường. Đấy. Giờ đỡ rồi anh. Bắt đầu thấy tóc bết bết rồi đấy, may quá chưa gội đầu, tí nữa phải đi gội. Tiếp nhá. À giờ từ đã, đồ được tặng nó quý nhỉ? Một là được tặng chắc chắn là quý rồi. Thứ hai là lúc đấy đối với mình một đôi giày nó rơi vào 2 triệu ấy, lúc ấy hình như cái đôi Fila là 2 triệu rồi ấy. Nó quá là kinh khủng luôn ấy. Bạn biết là một tháng lúc ấy thu nhập của mình như nào không? Một tháng là mình được mẹ cho 1 triệu để tiêu. Mẹ cho mình 1 triệu và 1 triệu đấy là mình sẽ phải vừa ăn và vừa chi tiêu tất cả mọi thứ luôn, bao gồm cả cái việc nếu mà mình muốn mua sữa rửa mặt là tối thiểu, sữa tắm, dầu gội hay là mỹ phẩm gì á là mình sẽ chỉ mua cho 1 triệu ấy thôi. Hay với cả đi làm thì được khoảng tầm 700-800 nghìn một tháng. Thì 2 triệu một đôi giày nó quá là đắt, mà mình không có ý định mua bao giờ hết á. Thì mình được tặng một đôi giày đắt tiền như thế thì mình tất nhiên là mình kiểu bị, thì mình sẽ rất là trân trọng, mình rất là ấy rồi. Theo vẫn là Ngô. Sang ngủ với người yêu mà cứ nghịch điện thoại thế kia, lão thật. Đây là người yêu của mình, người yêu cả đời, gọi là người yêu cả đời. Đây là Ngô, hết rồi, có mỗi chụp hai đứa thôi, chả gì cả. Chả gì cả hết rồi. Ngô trọ đâu đấy sao hai chúng mày dám ngủ với nhau hả? Ở nó ở Cầu Giấy thỉnh thoảng mới hẹn hò. Đây là cái diệp này là gì nhỉ? Là gì ta quên mất rồi. Là ngày xưa học cùng cấp 3. Chơi cả mình cả Ngô. À bé gạo của chú này đỡ chưa? Gạo hôm nay ăn pate không thấy nôn, chưa thấy nôn, không biết tí nữa có nôn không, nhưng mà ăn pate thì chưa thấy nôn. Có vẻ như pate dễ tiêu. Hai đứa đang đùa nhau kìa. Mọi người nhìn nhau. Tiếp theo nhá. Được bao nhiêu ảnh rồi, chết rồi. Hình như là hơi nhiều đấy. Thêm mấy cái ảnh nữa đi. Đây là mình lên phố đi bộ một mình. Xin tấm, đấy, cũng vui à. Cũng vui à, đi chơi một mình mà lại đăng cũng vui. Thực ra là không vui đâu, không vui nên là mới đăng cũng vui. Sao ngày xưa lại có thể kẻ quả lông mày nó dày, mẹ nó dày bằng hai con sâu gió thế này nhỉ. Thề luôn là khó hiểu, các bạn nhìn đấy, mặt mũi thì nó không đến nỗi nào. Mắt cũng hai mí này kia, kẻ quả lông mày trông mẹ to bằng con mắt luôn. Đây là nói chung là nó sẽ fail đến khi nào mà mình làm được thật ấy. Tí nữa kéo ảnh lại cái ảnh gần đây thì các bạn sẽ thấy là trông nó con lông mày nó gọn gàng hơn. Ngày xưa kẻ quả lông mày trông nó thật là ô dề luôn. Tiếp theo nhá. Cái áo này giờ thì cả vẫn mặc này. Đấy, đây là con lợn này. Đấy. Quả lông mày không nhắc thì không sao, tự dưng nhắc được quả lông mày, bây giờ mắt nó cứ dán được quả lông mày chứ có chịu được. Đây là lên phố đi bộ.
Đấy, phố đi bộ đây là chụp hình như là ngày xưa là có cái app Snow hay sao ấy. Đấy. Hồi đấy vẫn còn cái vòng cổ mẹ mua cho này, bây giờ mất bố rồi. Ơ chết rồi, nhầm. Đây. Vẫn còn cái vòng cổ đấy. Tiếp theo, đây là sau khi mà mình lên phố đi bộ thì mình đã vào một quán cà phê. Hồi đấy là mình có biết một, có quen một anh, kiểu gọi là biết quen biết thôi, chứ không có yêu đương hay gì cả. Thì biết anh ấy có một quán cà phê, thế là lúc đấy mình qua quán cà phê đến ngồi. Chào chị, xin chào Như Quỳnh, xin chào các Bùi nhá. Đây, cái quán này, cái quán kiểu nó nhỏ siêu siêu luôn ấy, kiểu leo lên đúng vất vả. Đúng vất vả luôn, em gọi một cốc cà phê xong rồi ngồi đây, ngồi mình luôn. Mẹ bây giờ bà đi uống cà phê một mình chịu đấy. Lười lắm. Đấy. Đây trông mặt vẫn thế nhỉ, trông chả khác gì. Chả khác lắm. Trẻ hơn thôi, chân chả trẻ hơn đâu, trông già chết mẹ. Xì tai, tóc dài, kiểu xì tai đơn giản ấy. Vài app Snow á. Ừ, thế Snow không ta? Ngày xưa chả chụp Snow gì nữa. Bây giờ có nhiều app khác rồi, người ta không xài, chứ ngày xưa Snow là xinh. À đôi giày Fila kìa, đúng rồi. Đi chơi mới xài giày đẹp đấy, không phải gì đâu. Tiếp theo. Đây, vẫn đôi giày đây. Đây là mình ngồi trên phố đi bộ, trông kìa có đứa bị lừa mua kẹo. Tức là hồi đấy là mình lên Fila huyền thoại. Hồi đấy là mình lên trên phố đi bộ, xong rồi là kiểu vào chủ nhật, mình nhớ là mình đi vào buổi chiều. Xong rồi đến tận tức là kiểu mình đi vào buổi chiều, xong rồi đến chiều tối mà đi vào xe điện, hồi đấy xài xe điện à. Mình chơi ở đây đến tận chiều tối luôn ấy. Thì các bạn biết tại sao lại có bức ảnh này không, mà trong khi mình đi chơi một mình không? Tại vì đây, mọi người nhìn đây, đây là tất cả bức ảnh này là selfie hết. Là mình tự cầm điện thoại mình chụp hết đúng không? Nhưng bức ảnh này lại chụp từ xa. Thì câu chuyện nó là như thế này. Lúc ấy là mình lên để chơi là mình cũng chỉ đi lên qua lên quanh một mình thôi. Đeo một cái ba lô xong rồi đi. Thế xong rồi là mình mỏi chân quá, mình đéo có chỗ ngồi. Thế là mình ngồi ở đây, ngồi bệt ở đây một tí. Thì có một anh đấy đi chụp kỷ yếu. Đây là hôm đấy là cái ngày kiểu cuối tuần đó, nhiều người chụp kỷ yếu lắm. À, có người chụp ở đây này. Đấy, nói chung là đợt mình đi đúng cái đợt đấy lên là rất là nhiều người chụp kỷ yếu. Mình ngồi đấy, thế xong có một anh ấy chụp. Anh ấy chụp mình lúc nào không biết luôn. Xong rồi lúc sau anh ấy ra, anh bảo là anh có chụp được mấy cái ảnh của em ấy thì em có thể cho anh xin Gmail để anh về anh gửi ảnh cho em không. Đấy, xong rồi là mình cũng bảo là xong rồi cái gì mà tức là lúc đầu xin Gmail, xong rồi sau xin Facebook hay sao ấy, chắc là cũng muốn làm quen. Đấy, thế là mới chụp ảnh mình xong rồi kêu là gửi ảnh cho mình. Thế là mình cũng ngại, thế là mình cũng cho, thế là anh gửi cho mình cái ảnh này. Còn về cái kẹo á thì kiểu ngày xưa mình dễ thương, mình đi đâu cũng được chụp luôn ấy, cái chảy nó sao. Kiểu ví dụ như cái đợt mà mình chụp lớp mình chụp kỷ yếu cấp 3 ấy, cả cái ảnh lớp cũng mẹ hết 1/3 rồi, hay là một nửa ảnh mình rồi ấy. Kiểu mọi người hay chụp mình lâu ấy, chắc là tại mình ăn ảnh thôi. Hay cho mình dễ thương cái mọi người chụp nhiều lắm. Thế cái lúc mà mình lên trên này chơi này thì tự dưng có một bạn ấy mặc đồ con gấu. Sao không phải Yahoo á? Đấy gì còn Yahoo nữa, đấy là mọi người toàn dùng Gmail để làm việc thôi. Là chứ Gmail để kiểu như là gửi ảnh cho chất lượng ấy. Thì cái lúc mà mình lên trên này chơi này là có một bạn mặc đồ con gấu ra. Xong rồi mình thấy dễ thương quá, xong mình cũng đứng đấy nhìn, xong rồi mình cứ cười, mình bạn ấy thấy mình nhìn bạn đấy xong mình cười, xong bạn ấy ra đưa cho mình cái kẹo. Xong rồi 20 20, mình cứ tưởng là được cho kẹo không á, hóa ra là mất 20 để mua cái kẹo này, xót tiền. Hello chị ạ. Xin chào Nguyễn. Đấy, thế là mất 20 cho cái kẹo này. Sau rồi ngồi cầm kẹo tiếc không giờ ban. Cái sau rồi cái anh ấy chụp hình mình. Hình như là còn ảnh mà đây này vẫn còn đấy. Kiểu hồi đấy mẹ chụp một hôm đang quá trời luôn. Mùa đông vẫn lạnh, đây là mình ngồi ở cái quán đấy. Chứ nói chung là trông mặt mũi vẫn thế mà, quay nó chứ không đẹp như ảnh đâu à. Mắt vẫn to như thế, mặt vẫn trông mặt xấu hơn ấy. Đây là cái ảnh mà cái góc, đây là cái góc bên phải của mình nó xấu lắm, mặt mình góc phải xấu dã man luôn. Em mọi người thấy góc trái thì của mình nhìn dễ thương hơn nhiều, góc phải của mình kiểu bị xấu ấy. Nhưng mà không biết tại sao chụp được cái ảnh xấu như thế này. Đúng, tất cả đều do bản thân không có thực lực. Đoạn này nghỉ ở công ty chưa ta, mà tại sao lại buồn như thế nhỉ? Từ từ đã, không có thực lực. Tự nhiên bất bẹ ra 20k. Tự gà hóa ra là thấp. Đúng rồi. Mà cái filter em cười chết mẹ mất á. Ngày xưa mẹ hot filter con chó đấy không biết à. Ngồi đấy là hơi bị hot luôn, ai cũng chụp ảnh con chó này luôn. Xong rồi nó còn có mấy cái bài đăng trên mạng mà cái gì mà cọc lưng dân nuôi cái gì xong rồi lên mạng chụp hình con chó hay cái gì quên, không nhớ nữa. Đại khái là người ta khịa cái filter con chó nhiều lắm, nhưng mà đẹp mà, cửa há mồm ra là nó tự thò cái lưỡi ra ấy. Đây
đúng, tất cả đều do bản thân không có thực lực. Đại khái là lúc ấy là mình gặp chuyện buồn, xong rồi mình cũng lúc đầu mình cũng kiểu như là có cái thói quen là đổ lỗi do hoàn cảnh, do thế này thế kia. Nhưng mà đến lúc mà mình ngồi mình suy nghĩ, đại khái đoạn này mình vẫn buồn, mình suy nghĩ rất là nhiều, thì mình nhận ra là mình không được nhờ, không mình mình không đủ tốt, hay là mình không đủ đẹp để được để kiểu như là giữ được cái chuyện tình cảm đấy á. Hình như là vẫn là cái bạn chat boy đấy, thì vẫn là cái bạn chat boy đấy sao ấy. Mình cũng tự cảm nhận được mình với cả người ta không hợp, nhưng mà bởi vì chia tay lý do là mình cảm giác là người ta thấy mình không có được xinh đẹp, hay là không có được gì đấy được như người ta kỳ vọng hay sao ấy. Thế là dần dần kiểu cứ nhạt dần, kiểu có trai không nói chia tay đâu mà cứ nhạt dần, không nói chuyện với nhau nữa ấy. Tức là mình không bị nói chia tay nhưng mà giống như kiểu mình bị đá vậy á. Thì lúc ấy mình bị buồn, xong rồi lúc đầu mình cũng giận, xong rồi sau đấy mình suy nghĩ thì mình nghĩ là đúng, đều tất cả đều do bản thân không có thực lực. Mình ghi hay mình buồn. Với cả hình như là lúc đấy cả công việc của mình cũng không tốt hay sao ấy, kiểu nhiều cái mình làm mình vẫn làm không tốt, bị mắng hay như nào ấy. Đấy thì mình suy nghĩ mà mình viết vậy thôi. Lụy á, cũng không phải là lụy đâu, kiểu dạng là buồn buồn thôi, chứ cũng không phải là lụy, chả nhắn tin hay cái gì cho người ta cả, chỉ cảm thấy kiểu suy nghĩ tại sao lại như thế thôi. Tiếp là đến đây là ở công ty, mọi người cho mọi người nghe tiếng nhé. Đó. À, lúc ấy là ở công ty, xong rồi là mình ngồi lên ghế, xong rồi là chị thì đây là anh Đô hay là chị Thảo quay cái ghế, xong rồi là quay mình. Hồi đấy bị hay bị ngại lắm, toàn để tóc dài che mặt thôi, không dám để thẳng mặt đâu, đấy thấy chưa? Bác lúc nào cũng che mặt hết, lúc nào cũng trong tình trạng kiểu bù dù cúi đầu xuống, kiểu thiếu tự tin ấy, không bao giờ kiểu vén hết tóc lên như này, xong rồi kiểu tự tin không bao giờ hết. Là mình thấy những người tự tin đỉnh nữa, mình bị lúc nào cũng bị tự ti á, lúc nào mình cũng cúi mặt như này. Đây là quay cái ghế tắt đi, mọi nghe tiếng nhiều vắng đầu. Đây là ở văn phòng công ty, con gấu này như của chị Thảo Miu. Giờ rồi là trưởng thành lắm chưa? Giờ á, lớn rồi. Tiếp theo đây là đi ăn cưới, đây đi ăn cưới Hà Tây là anh ý như là đi ăn cưới chị Dương, chị Lưu chứ. Chị tên là chị Lưu hay là Dương ta, chị Dương Lưu, ý như chị Lưu hay sao ấy. Đi ăn cưới chị Lưu đấy, thì là về Hà Tây ăn cưới, xong rồi là ngồi ở trên xe, xong rồi là mặt trời chiếu vào, đi ăn cưới buổi tối, kiểu sáng vẫn lên công ty làm việc, xong rồi chiều anh chị em bắt xe thuê xe về ăn cưới. Xinh không? Ảnh này xinh hơn, xong để lên đầu ta, ảnh ấy trông mẹ, anh trông mẹ nhìn đời một con mắt có vậy. Ngày xưa chụp áp mặt nhỏ đi đấy, chứ không có huyện nào Hà Tây đấy á, sao mà mình nhớ được, hình như là không nhớ nữa. Không, ý em nói là còn trò quay ghế đấy là chưa lớn lắm á. Thích mà, bây giờ vẫn còn như trẻ con đấy chứ. Đây là chúc mình thấy mặt mình chả thay đổi nhiều. Ôi mẹ, trên một cái chuyến xe mà nó trông ba cái màu khác nhau luôn. Đây là chị Thảo Miu. Đây chị Thảo Miu với cả mình. Hồi đấy kiểu đi làm ở công ty toàn các anh chị lớn thôi, có chị Thảo Miu với cả anh Đô với cả chị Lưu là xem tuổi mình. Các anh chị đều sinh năm 94. Các anh chị đều sinh năm 94, có mỗi mình 98. Còn lại là các anh chị khác là toàn có vợ có chồng hết rồi, lớn hết rồi. Đấy thì mà hay kiểu như là trêu là hội ba con chó một con trâu ấy, ba con chó một con hổ. Chị nghĩ sao về việc một đứa con trai thích mặc quần đùi và đi dép á? Sở thích mỗi người thì tùy thôi, nhưng mà nhiều lúc mình cũng nên tôn trọng người khác trong một số trường hợp, ví dụ như là đi đám cưới mình không thể đi như thế được, đúng không? Mình phải tôn trọng người khác nữa, tức là thích làm gì thì làm, không ảnh hưởng đến ai là được. Thì như thế nào nó không ảnh hưởng, mình ở trong nhà mình mẹ cởi trần cởi chuồng cũng được, nhưng mà mình đi ra ngoài đường thì sẽ bị ảnh hưởng bởi vì người khác nhìn vào mình. Thì trong những cái tình huống mà nó bị ảnh hưởng thì mình nên ở cái mức tối thiểu là tôn trọng người khác, ví dụ ra ngoài đường không cần lồng lộn nhưng mà cũng phải mặc quần áo vào chứ không thể cởi chuồng. Còn đi đám cưới các thứ thì mình cũng phải kiểu đi đám cưới đi tiệc thì mình cũng phải là ăn mặc lịch sự một tí đấy, kiểu vậy, đúng không? Làm gì thì làm, không ảnh hưởng đến ai là được. Đây là bùm bùm, đây là trái tim. Ngày xưa không cười tại vì thấy mình cười xấu nên là không có cười, không thích cười hết rồi. Thối thế mày! Lại ỉa rồi, cho ăn lắm pate vào xong rồi ỉa thối không chịu được. Rồi tiếp nha. Chắc là nốt cái ảnh này đi, thế mình thấy nhiều ảnh rồi. Ngày xưa buồn một chút là kêu cô đơn. Cái ảnh này vẫn là cái ảnh lúc mà trên phố đấy, anh ấy gửi cho mình một đống ảnh luôn. Anh chụp mình á, mấy cái ảnh nhỉ? 1 này, 2 này, 3 này, 3 cái ảnh đen này. Chụp. Ngày xưa buồn một chút là kêu cô đơn rồi, để mà giờ mới biết thế nào gọi là cô đơn thật sự.
Ngày nào cũng như ngày nào, mở mắt ra là vội vội vàng vàng đi học đi làm. Tối lại thơ thẩn về nhà một mình, nằm chùm chăn xem phim, đọc mấy cái linh tinh, rồi ngủ một mình. Ngày nghỉ mà không có Ngô thì nằm ngủ cả ngày, hoặc lại đi chơi một mình. Cuộc sống chị luẩn quẩn từ nhà đến trường, về công ty rồi lại về nhà. Ra ngoài gặp mọi người càng tỏ ra vui vẻ thì thực chất càng cô đơn. Thời tiết thay đổi ốm đến lạ cả người, cũng chẳng có ai chăm. Vẫn ngồi dậy xách ba lô đi làm, đồ ăn không có, thuốc men không có, chỉ biết về nằm nhìn trần nhà, ước gì được về với bố mẹ. Ước gì giống như ngày cấp 3 ốm chút là có đứa hỏi han, có Ngô làm bánh mang qua cho, có mẹ đi mua thuốc, bà ngoại cho đồ ăn ngon, có thằng em trai thương chị làm hết việc nhà. Mẹ gọi ra hỏi han chẳng dám kêu câu nào, mà có khi nước mắt đã lưng tròng rồi. Buồn một thì tủi thân 10, ước gì giống như ngày đó, than thở chút là có đứa ngồi lắng nghe, còn hơn luôn rảnh rỗi đi chơi cùng, không phải mỗi đứa một nơi như bây giờ. Ước gì ngày nào cũng được nghe mẹ mắng tội hậu đậu, bố mắng tập tắm khuya, thức ngủ muộn. Ước gì cứ bé mãi thôi, lớn lên mệt lắm và cô đơn nữa. Sao mình có thể viết một đoạn dài như thế này mà không có chủ ngữ vậy? Cái gì mà các bạn để ý mà xem, không có một chủ ngữ nào luôn. Oh my god, đỉnh không? Viết một đoạn dài, rất là dài, kể lể về cái nỗi cô đơn của mình, không có một chủ ngữ nào luôn. Người xưa hay viết kiểu đấy ghê á. Đấy, chất đâu mà không có chủ ngữ nào luôn. À, không có chủ ngữ kiểu ý là không có đại từ, chứ không có đại từ nhân xưng, kiểu không có mình, không có tôi, không có tớ, không có gì hết. Chỉ có viết như thế thôi. Tại chị học giỏi văn đấy, chị mới viết được như thế đấy chứ. Không ai đâu ra mà viết được như vậy. Thì tức là không có đại từ tôi luôn, không hề nhắc đến mình, kiểu viết vu vơ vậy thôi, tự biết là ai đấy rồi. Thì viết kiểu như này, viết kiểu buồn buồn ấy, kiểu than thở ấy. Thì nói chung là tuổi trẻ mà như thế đã thấy buồn rồi. Bây giờ mới nhận ra là làm từ sáng đến đêm, là từ đêm đến sáng, không có ngày nghỉ. Lúc đấy nha, đi làm từ sáng cả sáng cả chiều, nhưng mà tối về còn được mẹ trùng chăn xem phim nha. Bây giờ làm đấy thì có trùng chăn xem phim đâu, giờ làm mệt bỏ mẹ được ấy. Giờ đêm vẫn làm, tối vẫn làm đây này. Nói chung là mỗi độ tuổi nó có một cái áp lực riêng. Và khi mà mình lớn lên, mình nhìn lại thì mình thấy là cái áp lực hồi đấy của mình nó rất là nhỏ. Nhưng mà ở cái thời điểm đấy, với cái sức chịu đựng đấy thì như thế là to lắm rồi. Thế nên là mình không bao giờ mình bị dùng bản thân mình của bây giờ để đánh giá mọi người đâu. Mình lấy ví dụ nhá, là mình biết thừa là đối với mình bây giờ, với một đứa mà kiểu hai mấy tuổi, 25 tuổi rồi, đi học đi làm rồi, trải qua giai đoạn học rồi, trải qua giai đoạn làm rồi, làm vất vả như chó cũng có rồi, thì đối với mình cái chuyện học nó là cái chuyện rất là bình thường, đúng không con nghẹo ơi? Thì cái chuyện học nó rất là bình thường. Nhưng mà nếu có một bạn nhỏ đấy than với mình là chị ơi em học hành áp lực quá ấy, mình sẽ không bảo là ôi dồi áp lực cái quần què gì, sau này em đi làm em còn vất vả hơn. Không nói như thế. Tại vì ở cái độ tuổi đấy, ví dụ bạn ấy đang học cấp 3, bạn ấy đang học lớp 12, bạn ấy học lớp 11, thì cái áp lực đối với cái độ tuổi đấy thì cái việc học hành nó áp lực lớn lắm rồi á. Mình không thể dùng cái sức chịu đựng của một đứa đã trải qua rất là nhiều thứ để so sánh với cái áp lực đấy được. Mỗi độ tuổi nó sẽ có một cái áp lực khác nhau. Thế nên là thông cảm cho tất cả áp lực của mọi người thôi, kể cả những bạn mà đang đi học, những bạn mà mới đi làm hay gì nữa. Mình trêu vậy thôi, chứ còn thời điểm này đối với mình như thế này là nó cũng khá là vất vả rồi. Tại vì sao? Tại vì lúc đấy ở cái độ tuổi mà kiểu năm nhất lên trên này học ấy, thì bạn bè của mình vẫn còn đi chơi nhiều lắm, mà mình đã vất vả rồi, mình đã đi làm này làm kia rồi, thì mình cũng thấy là hồi đấy mình cũng khá là chăm chỉ với cả khá là vất vả. Chẳng qua là bây giờ vất vả hơn thì tự dưng nhìn lại thấy hồi đấy nó cũng nhàn nhàn, nhưng mà hồi đấy như thế là đối với mình nó vất vả rồi. Đúng, nhận sai cãi đúng quá là gì nữa. Thời đấy lại có cái hay chị ạ, thời sinh viên được mấy đâu á. Không phải là hay hay không, ý chị là mỗi cái độ tuổi nó sẽ có một cái sự hiểu biết, mức độ hiểu biết, mức độ tri thức, cảm xúc hay là sức chịu đựng nó kiểu như là nó giới hạn ở cái độ tuổi đấy thôi. Ở độ tuổi đấy nó sẽ như thế. Mình làm sao mà kiểu so sánh được, ví dụ như là bây giờ mình lớn rồi, mình có thể làm việc 16 tiếng một ngày, nhưng mà đối với một cái đứa mà kiểu ngày xưa đi học có mấy tiếng một ngày thôi đã thấy oải hết cả người rồi. Cái độ tuổi đó thế thôi. À. Thế nên là thông cảm cho người khác là một cái mà phải học hỏi trong quá trình lớn lên đấy. Mình chưa có làm được 100%, tức là thỉnh thoảng mình cũng... Nhưng mà mình cũng làm được đa số rồi. Tức là bây giờ mình cũng luôn ý thức được việc là phải thông cảm cho người khác bất kỳ hoàn cảnh nào rồi, chứ không nên phán xét nữa. Tuy nhiên là nói vậy thôi, chứ thỉnh thoảng mình sẽ quên, hoặc là thỉnh thoảng mình làm chưa tốt là mình không nhận ra chẳng hạn. Ví dụ như là bây giờ mình đang ví dụ như những cái ngày như này mình đang cọc 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 chẳng hạn, mình nói chuyện với ai mình sẽ khó thông cảm hơn ấy, kiểu vậy. Đúng, nhận ra cái thôi ra tư vấn tình cảm đi á. Nốt cái ảnh đây, nốt cái này thôi. Đây là cái love you. Ở trường mình nó có một cái bảng như thế này.
Đây là cái bảng để kiểu như là dán thông báo với cả dán những cái tờ giấy, dán những cái ảnh yếc các thứ lên ấy, thì sẽ ghim bằng cái ghim này này, xong mình lấy ghim mình xếp thành I love you. Đấy, được không? À, xong mình đến đoạn cuối thì mình quay cái cuối cùng vào. Đấy, được không? I love you. Mộng mơ lắm. Trời ơi. Quay kiếp các thứ. Đây là ở trường. Ở trường. Hết rồi. Thôi chắc là cũng nhiều nhiều rồi đấy. Kể nữa thì video dài quá nên là mình dừng ở đây để đủ cắt đăng YouTube đi. Bao nhiêu ảnh rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nhiều thế. Hết mẹ nó ảnh để kể rồi. Thôi dừng lại đi mọi người ơi, để hôm sau mình sẽ kể cho mọi người cái đoạn xinh đẹp của mình nhá. Đây là đoạn này, đoạn xinh đẹp này, cái đoạn mà ảnh ảnh gì nhỉ? Ảnh Giáng sinh ấy, cái đoạn ảnh Giáng sinh này mình chụp ảnh xinh vãi. Ảnh này là đây là bắt đầu update sau sau khi sau thất thất tình đấy. Nói chung là cái đoạn này là cái đoạn gặp bạn chắc boy xong rồi buồn buồn này. Trông các bạn vẫn nhìn thấy không? Trông vẫn tả tơi, trông vẫn xấu xí, trông vẫn bình thường đúng không? Xong rồi bắt đầu thất tình này, bắt đầu xinh hơn. Đấy, mẹ trông trông khác ngay, bắt đầu buộc tóc lên, xong bắt đầu kiểu thắt nơ, thắt bím các kiểu. À, xong rồi đi chụp hình à. Mỗi lần mình thất tình xong là mình xinh hơn. Thề. Nên là phải chăm thất tình vào. À, cái ảnh này nữa cũng ảnh này cũng xinh. Đây là về quê. Thôi. Lên ảnh không xinh nữa chứ bên ngoài thì nhìn xinh hơn so với cái hồi ấy. À, góc nghiêng chị đỉnh vãi ọ. Mẹ, thế ý em mà góc mà thẳng chị xấu không à? Mai không còn cái gì để kể. Ôi dài lắm, từ từ kể hết mọi người, từ từ sẽ kể hết. Đây khi mà mình lớn lên. Lớn lên các bạn sẽ thấy có nhiều cái bức ảnh mình có thể không không phải lấy tóc che mặt nữa. Đại khái là cũng do niềng răng với cả do lớn lên giảm cân rồi các thứ. Hồi nào mai mai mình quay clip vlog niềng răng xong rồi các bạn xem nhé. Các bạn xem.